Dạ mấy chị ơi, ở bên em đang đi tìm hai vợ chồng á, mà ẩm của em bé khoảng hơn 2 tuổi bé trai. Thì ở bên đó là hiện mấy ngày nay là đang bị mất tích một em bé như vậy á. Đúng rồi. Dạ, rồi hồi nãy là có một thông tin là có hai người ôm em bé lội cái suối ở bên cái đường xưởng gỗ với lò gạch rồi đó. Là lội qua đây nè, rồi dân báo thì tụi em đi tìm liền luôn mà bây giờ không thấy đâu nữa. Công an tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương. Người dân báo tin nhìn thấy hai đối tượng khả nghi. Chiều ngày 17 tháng 10, một số người dân tại Bình Dương báo tin đã nhìn thấy hai người bế theo một bé trai khoảng 2 tuổi có hành tung khả nghi. Hai người này sau đó đã di chuyển về hướng suối Minh Long, tỉnh Bình Phước. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai truy vết, tìm kiếm các đối tượng tình nghi. Trên đường di chuyển, người dân đa phần đều biết tin cháu L, G, D, 2 tuổi mất tích được 3 hôm đến nay chưa có tung tích. Ngoài lực lượng chức năng và gia đình cháu bé thì một số người dân cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm trong những ngày qua. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 10, bé trai L, G, D đang chơi trước cửa nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương đang cùng mẹ là chị H, T, A, N. Thấy bé đang chơi nên chị N đi vào trong nhà. Tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé. Ngay sau đó, gia đình đã tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm cháu, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Đến nay đã 2 ngày vẫn chưa thấy tung tích cháu. Bố của cháu cho biết sẽ hậu tạ 200 triệu đồng cho ai tìm thấy cháu. Mấy ngày nay rồi? Có báo công an hết rồi. Trời giờ nếu mà mới đi chừng 14-20 phút thì gió sợ nó không ra đường này mà sợ nó băng đường suối á. Đi hả? Có dấu hả? Vậy hả? Có người chờ. Có khi là em chạy chị theo luôn. Thì đây là vừa chị chưa nói là chị đã biết là chị cho chạy rồi mà. Trong nhà dân không chạy ra nó nói. Em đục xe đang bên kia sủa bay luôn. Vậy là nó cũng có manh mối rồi.